thờ chở trực thăng của Tổng thống Mỹ đáp xuống Nội Bài. Chiếc Boeing C-17 đã đáp xuống sân bay Nội Bài, Hà Nội vào đầu giờ chiều nay, chở theo một trực thăng Marine One. Hơn 13 giờ ngày 20 tháng 2, máy bay vận tải hạng nặng Boeing C-17 Robert Master 3 ngựa thồ chở theo phương tiện và một chiếc trực thăng phục vụ Tổng thống Mỹ đã đáp xuống sân bay Nội Bài. Sau khi lăn qua đường băng, C-17 đi vào trước cửa khu nhà kho của sân bay. Bên trong khoang chứa có một chiếc trực thăng Marine One VH-60N được tháo rời cánh. Theo nguồn tin, chiếc trực thăng VH-60N ở sân bay Nội Bài thuộc biên chế của phi đội HMX-1. Dự kiến khi hạ cánh, phi hành đoàn của phi đội trực thăng HMX-1 sẽ lắp ráp trực thăng và khởi động động cơ cho cánh quạt quay tại sân đổ. Sau đó có thể trực thăng sẽ bay tập dượt để kiểm tra. Trước đó ngày 14 tháng 2, hai chuyên cơ vận tải quân sự hạng nặng C-17 đầu tiên của Mỹ đã cất cánh từ căn cứ không quân Yokota đóng ở Nhật, chở theo trang thiết bị, hàng hóa, tiền trạm phục vụ hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều Tiên dự kiến diễn ra vào ngày 27 và 28 tháng 2 tại Hà Nội, cũng đã đáp xuống sân bay Nội Bài. Sau khi hạ tải hàng hóa xuống sân bay, chiếc C-17A đã quay trở về căn cứ để tiếp tục nhiệm vụ vận tải các phương tiện như trực thăng, ô tô riêng của Tổng thống Mỹ. Trong thời gian đón các đoàn phục vụ Tổng thống Donald Trump, sân bay Nội Bài được tăng cường an ninh cấp độ 1, cấp độ an ninh hàng không cao nhất. Hơn 800 nhân viên an ninh cơ động của sân bay ứng trực, rà soát trong và ngoài cảng hàng không này. Theo đại diện của sân bay Nội Bài, mặc dù toàn bộ sân bay được tăng cường kiểm soát an ninh, hoạt động bay thương mại vẫn diễn ra bình thường, không có việc chậm hủy chuyến. C-17 Robert Master 3 là máy bay vận tải quân sự hạng nặng, được hãng McDonnell Douglas phát triển cuối thập niên 1980 nhằm mục đích vận chuyển chiến lược và chiến thuật, cho phép đưa trang thiết bị vũ khí và binh sĩ Mỹ đến mọi địa điểm trên thế giới, cũng như sơ tán thương binh và thả lính dù. Ngoài mục đích quân sự, vận tải cơ C-17 luôn là lựa chọn hàng đầu cho hoạt động vận chuyển trang thiết bị cần thiết cho Tổng thống Mỹ trong các chuyến công du nước ngoài. Theo Alford Technology, trọng tải lớn cho phép C-17 dễ dàng chuyên chở các xe trong đoàn hộ tống của Tổng thống Mỹ, gồm cả hai chiếc Cadillac với biệt danh quái thú, trực thăng Marine One VH-3D hoặc VH-60N cũng được chở bằng máy bay C-17 trong các chuyến công du đề phòng trường hợp Tổng thống Mỹ không thể di chuyển bằng đường bộ từ sân bay đến địa điểm làm việc.